Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai ưng ý sản phẩm nào thì hãy liên hệ đến số điện thoại của em 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em có thể tư vấn được trực tiếp hơn cho mọi người nhé. Hôm nay nhà em về được một lô gọi là hàng bình tông nhé, hàng bình tông kiểu ngày xưa, hàng bình tông thiết kế giống của ngày xưa nhưng nó hàng đời mới, hàng của Trung Quốc sản xuất, loại nhôm siêu dày nhé. Cái hàng loại này là nhà bình tông ấy, thì nó có rất nhiều hình dáng khác nhau nhé, có hình bẹt này, hình hồ lô này, rồi hình tròn này. Nhưng mà em chọn cái bình tông kiểu này là nó bởi vì là cửa hàng của em là bán chuyên đồ lính ấy, nên là em chọn cái bình tông màu chỉ một mẫu kiểu này thôi. Nó có hai kích cỡ, đó là loại kích cỡ 2 lít và loại kích cỡ 3 lít nhé. Thì em chỉ chọn cái mẫu như thế này. Cái mẫu như thế này thì nó hợp với cả cửa hàng của em và nó hợp với cả mọi người yêu thích đồ lính mà hay xem kênh của em, thì nó cái bình mẫu bình tông này là hợp lý nhất nhé. Cái này mọi người có thể đựng nước đi đâu thì mọi người đựng nước này, đựng rượu này, hay là mọi người đi đâu du lịch mà cần phải uống thuốc loại gì ấy, thì mọi người cho vào đây, uống thuốc bắc hay thuốc sắc ấy, thì mọi người có thể rót vào đây và mọi người mang đi thoải mái nhé. Bởi vì cái này nó là nhôm rất là dày nhé, đây ạ, nhôm rất là dày và giữ nhiệt rất là tốt nhé. Cái này cực kỳ hợp lý. Và mỗi một cái bình tông ấy thì nó sẽ có một cái túi để đeo, một cái quai để đeo nhé. Mọi người thích thì mọi người bỏ, không thích mọi người có thể bỏ ra được, không thích mọi người có thể bỏ ra được nhé, rút ra được. Còn bình thường thì mọi người cứ để thế này, rồi mọi người đi đâu mọi người đeo hoặc là mọi người treo ở xe thì thoải mái nhé. Nhôm này thì nó rất là dày, không, nó đỡ bị móp méo, thoải mái vận chuyển, không bị móp méo, rất là hợp lý. Có loại này, loại 3 lít này, có đây là loại 2 lít này. Đó, nó có cả loại lít rưỡi và loại 2 lít rưỡi, nhưng mà em chỉ chọn hai loại thôi bởi vì nhiều loại quá cũng khó cho mọi người lựa chọn ấy. Thì gọi chọn hai cái loại gọi là bình dân nhất, hai cái kích cỡ hợp lý nhất cho mọi người. Ai thích vừa vừa thì lấy cái loại 2 lít này, còn ai thích to hơn một chút thì lấy cái loại 3 lít này nhá. Thoải mái đựng, đảm bảo của nó là hàng đẹp, hàng chất lượng cao nhá. Hàng nhôm dày chứ không phải hàng mỏng mỏng đâu ạ. Mà màu này màu xanh bộ đội nhá, nó hợp với cả đồ lính nên là em chọn cái loại như thế này. Và các bác, cái nắp này là nắp nhựa dày nhá, nắp nhựa dày đấy, nắp nhựa dày này, nó có cả dây để buộc đỡ bị rơi nắp này. Nhôm thì mọi người yên tâm luôn, nó là nhôm dày, nhôm xịn nhé, thoải mái yên tâm sử dụng, rất là đẹp. Mọi người sử dụng được, mọi người để treo để làm để ngắm thôi, đề co một cái cửa hàng nào đó thì mọi người dùng cái này cũng rất là hợp lý nhé. Đó, rất là đẹp. Cái dây này thì nó, mọi người có thể cho dài cho ngắn tùy chỉnh ạ. Nó thiết kế cái dây này điều chỉnh được ạ, dài ngắn được, hợp lý hết nhé. Rất là đẹp, rất là hợp lý, tuyệt vời luôn. Có hai kích cỡ cho mọi người lựa chọn, nó rất là dày dặn và đẹp nhé. Giá em bán một chiếc cái loại 2 lít này nó là 150.000 một chiếc nhé, còn loại 3 lít này là 170.000 một chiếc. Vận chuyển toàn quốc nhé, cái này em ship toàn quốc là 30.000 tiền ship nữa là một cái 2 lít này 150.000 cộng với 30 tiền vận chuyển là 180.000, còn cái này 170.000, hàng 3 lít là 170.000 cộng với 30.000 tiền phí vận chuyển, đó là 200.000 nhé. Đến tay mọi người, em vận chuyển toàn quốc, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Có khúc mắc gì thì cứ liên hệ với em, có hai loại nhé. Bác nào lấy hai cái thì em sẽ bao ship cho mọi người, ok chưa? Lấy hai cái thì em sẽ bao ship cho mọi người, còn lấy một cái thì sẽ thêm cho em 30.000 tiền ship. Rồi ok, bác nào cần liên hệ với em qua số hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.